Và trò chơi thứ hai, trò chơi có tên là bịt mắt đoán vật. Thì như mọi người cũng thường thấy thì trong những cái lọ này thì giống như là hai đội mình sẽ bắt cặp với nhau, giống như là hai người sẽ lên đây xong rồi bị bịt mắt và sẽ sờ tay vô cái lọ này và mình sẽ đoán vật. Mọi người hiểu chưa? Hiểu rồi. Chơi này đầy đơn giản mà là... đa số mấy cái thứ trong đây á, nó cũng không có gì là đáng sợ lắm. Em thấy nó cũng trơn trơn ướt ướt thôi, nó cũng không có ý em là vậy đó mọi người. Dạ bây giờ mình bắt cặp đi nè. Em đưa tay ra. Người lớn tuổi nhất với người nhỏ tuổi nhất nè. Được rồi, vậy là Gina winner nhá. Ok không có sự lựa chọn. Vậy thì trò chơi xin phép bắt đầu. Đôi khi thì cuộc sống này nó không có như mình mong đợi á, có những cái đơn giản mình không có nghĩ đơn giản. Nhanh nhanh em ơi, nhanh nhanh mau lên. Ok, 1, 2, 3. Chưa bị dính nè các bạn. Ui con chó kìa. Cái gì ta, nồi rửa gì, cái rửa bát, rửa bát, rửa chén yeah, đúng rồi. Đợi con nên đoán được đúng đây là cái bùi nhùi. Ok yeah. 1, 2, 3 bắt đầu. Ôi không đùa đâu, cái này không đùa. Ông kiếm chọn cái bình luôn rồi. Ông kiếm chọn cái bình luôn rồi. Ông kiếm chọn cái bình luôn rồi. Rồi, bỏ vô. Em đi học. Nó là có tấu không? Không có nói, tự hò đi. Ok, thôi giờ bóc đại mệt quá. Đúng rồi, chính xác. Nãy giờ diễn hoài mệt quá. Mình sống được 37 năm trên cuộc đời này thôi. Nhưng mà vẫn sợ. Sống được 14 tuổi rồi đó, 14 năm trên cuộc đời. Ủa, cái gì gì à, lấy được chưa em? Lấy được tay anh rồi nè. Không phải. Em tờ ra đó, em lấy được gì chưa? Em phải tin chị. Kiến gì? Bình tĩnh nè. Không sao. Cái gì? Không sao. Yes. Cái cục quỷ này ai biết là cái gì đâu. Đưa cái cầm gì vậy? Cầm trên tay rồi không biết là cái gì. Ây dạ, vừa đụng vô cái gì vậy? Để lại vô ngủ. Rồi. Ý, cái gì vậy? Cái gì đụng vô vậy? Để lại vô ngủ nha. Sợ chung quanh. Đây nè, không biết là cái gì mà từ nhớ quá. Con nó luôn hả? Vô nè. Ê, để không ra, cái con này khó quá à.
đoán không ra. Bây giờ anh miêu tả cho em đi, em đoán nhau. Này là con luôn rồi. Khoan, nói con giờ em sợ quá. Ôi, em sợ. Chị Gina lấy ra được. Chị Gina nè. Cái này là chị Gina sợ lắm. Chị Gina còn cầm được nè. Trời ơi, sợ mà cầm được hả? Nè. Ê, tự nhiên cái cây như con vô trong đầu chi vậy? Ê, nãy giờ không mấy mình qua màn đi, cái màn này lâu lắm rồi. Không lên đi mọi người ơi. Không sợ quá. Trời, không có ra. Trời, không ra thì. Không sao. Đúng rồi. Nắm rồi, đúng rồi. Con ghế nhựa. À, nhựa. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái này cao su. Nhựa là cao su đó. Trời sao đồng đội mà chưa hối nhau không vậy? Ủa, vậy tới trong bên đây sợ, bên đây đoán đúng rồi nè. Đồng ý. Vậy là đội chúng ta là đây. Có như vậy thôi à. Ông kia vợ mất ra nhìn nè. Trời ơi. Em nói là ông giả hả? Thôi thì bên đây nó nói là con dán cũng đúng, mà bên đây nó con dán nhựa cũng đúng. Thôi em chia điểm đồng đều số điểm thì cả hai bên đều có điểm hết á. Ok được. Còn từ đây về sau còn mấy màn nữa cũng là màn nhựa hết chi vậy. Một, hai, ba. Thôi bây giờ ai chạm vô nói cái hắn liền luôn nha. Khi nãy chạm vô chạm mà thương luôn.